quay lại với chuyên mục nâng cấp xe và làm đẹp xe với AutoStyle. Thì hôm nay bên xưởng mình cũng có nhiều cái xe lắp to, có cái xe lắp to màu xanh này các bạn. Xe này độ cái combo cũng khá hay, và mình sẽ ghi lại ha. Mấy bữa nay quay phim không có, và xe nào cũng giao gấp hết trơn. Rồi lấy máy tự xử luôn. Đây xe lắp to xanh, design no design. Thực sự xe này thì nhìn vẻ bề ngoài chúng ta thấy gần như là nguyên bản ha, nhưng mà thực tế là cũng có khá nhiều chi tiết, vừa là tính năng lượng vừa là nâng cấp đèn. Để mình đi chi tiết cho các bạn xem nha. Thì mình đã nâng cấp cho xe lắp to này là cái đèn bi led siêu màu gầm các bạn. Đây nó sẽ bổ trợ sáng cho xe mình khá là nhiều khi mình đi đường trời tối ha. Cái nguyên zin á là ở đây là đèn halogen nha các bạn. Cái này đèn ánh sáng trắng. Hiện nay luôn bên mình có một cái phương án nữa là đèn 3 trong 1 các bạn, có nghĩa là cái đèn siêu màu gầm này bên mình có cái bi led, vừa là ánh sáng vàng, vừa là ánh sáng trắng, vừa là ánh sáng mặt trời luôn các bạn. Giúp chúng ta có thể tùy chọn, mỗi lần tắt mở thì nó sẽ chuyển một chế độ ánh sáng, giúp cho chúng ta sẽ tùy chọn rất là tiện khi mà chúng ta đi vào đường mưa hoặc là đường trời tối thiếu ánh sáng, sẽ bổ trợ thêm cho cái phần ánh sáng phía trên. Anh khách này thì chưa có nâng cấp đèn bi laser, nhưng mà bên đây nè các bạn, xe này là xe lắp to 2020, anh khách này lên là 2 cặp bi laser luôn các bạn, bi laser Kenzo có hành 5 năm nha. Ánh sáng là cũng rất là quan trọng khi mà chúng ta đi đường trời tối nha. Ngoài ra trên xe này thì cái phần đèn bi led siêu màu gầm được nâng cấp, trên khách này còn nâng cấp thêm cửa hít nè các bạn, đó tự động hít vô nha, rất là tiện lợi luôn. Đây là cái gói mà rất là tiện khi mà cánh tài xế chúng ta ngồi phía tài các bạn, ai mà bước xuống á, thả cửa mà không dính á, thay vì chúng ta bước xuống xe chúng ta đóng lại, nhưng mà cửa sẽ tự hít lại nè các bạn. Đây đó, cái độ hít, cái độ hở nó khá lớn nhưng mà nó vẫn hít vô được nha các bạn. Đó đó đó, vô nè các bạn. Rất là tiện lợi luôn. Rồi cái phần đèn phía sau nè các bạn. Đèn phía sau thì anh khách này đã chọn cái phương án là lắp cái đèn style F150 nha. Đây mình bật cái chế độ ưu tiên cho các bạn xem. Đó các bạn, đèn style F150 nè các bạn. Đó rất là tiện lợi luôn. Và cái style này thì có nhiều phong cách các bạn, chúng ta có thể chọn phong cách style Range Rover giống như style bên đây ha. Style Range Rover là style này đó, còn cái style này là style F150 nha. Phần phía sau thì anh cũng đã làm luôn cái nắp thùng cuộn điện nè các bạn. Đó thùng cuộn điện ha. Anh thích này thì không có thích độ chế gì nhiều, không có thích lắp ba ga cản trước cản sau, anh thích zin nhiều hơn, nên những cái gì mà thuộc về tính năng điện các bạn là gần như anh nâng cấp hết. Rồi đèn ánh sáng này các bạn đó, lúc này thì trời sáng nên chúng ta chưa có nhận rõ, nhưng mà chúng ta các bạn thấy cái đường cắt này các bạn rất là xa luôn nha, xa và hội tụ, và cái bề rộng của nó cũng có nữa, giúp cho cái việc mà bổ trợ ánh sáng cho phần đèn phía trên này các bạn cũng rất tốt nha. Mà mình nghĩ cái phần đèn chiếu sáng phía trên này nó vẫn là đèn chiếu sáng chính. Cái gì chúng ta nâng cấp thì chúng ta nâng cấp cái bi laser Kenzo ở phần này thì quan trọng hơn. Thì cái bi laser Kenzo nó sẽ có 2 chức năng, vừa pha laser mà vừa cốt laser luôn nha. Khi mà chúng ta lắp vô cụm đèn bi led siêu màu gầm ở dưới thì cũng sẽ được 2 chức năng luôn nha, vừa pha cũng là bi led mà vừa cốt cũng là bi led luôn. Rồi vô phần nội thất. Đây led nội thất các bạn, lung linh luôn, huyền ảo luôn. Hiện nay cổng dây led này đã được thiết kế mới các bạn. Ngày trước thì nó dùng cái khí các bạn, đó dùng cái khí, có nghĩa là một cái đoạn này có thể sáng hơn cái đoạn giữa do khí nó chưa có chạy qua, nhưng mà bây giờ đã chuyển là dây led luôn các bạn, dây điện led luôn nha. Đó nên ánh sáng nó sẽ chuẩn hơn, xịn sò hơn, có hắt đèn ở dưới nè các bạn, và chúng ta có thể đổi màu của áp được nha, rất tiện lợi và dễ sử dụng luôn. Đó rất tiện lợi và dễ sử dụng luôn. Đây ngày trước thì led nội thất thì ít mấy anh khách xài các bạn,
do cái tính ổn định nó chưa có, là nhìn nó không đẹp các bạn ha. Có đèn trong đây luôn rồi các bạn đó. Nhưng mà phần này thì mình lắp thêm cho anh khách nữa các bạn. Cái phần led nội thất thì nó không có phần giải này các bạn đó. Cái giải này thì mình đã mua thêm một đoạn dây nữa để mình nói mình lắp thêm cho anh khách ha. Led nó chỉ có phần ở dưới thôi các bạn, đây phần ở dưới này thôi đó. Cái cạnh này là mình làm thêm ha. Rồi này, chìa khóa và một số tính năng ẩn không thể thiếu, đó là cái gì các bạn, à đề nổ từ xa ha. Đề nổ từ xa làm trên chì zin nha các bạn. Đây mình bấm nè, khóa mở khóa nè các bạn đó. Đó khi này xe được đề máy lên nha. Nhưng mà chế độ này chỉ là đề máy và thổi máy lạnh ra xe thôi các bạn, chứ chúng ta lên xe thì chạy vẫn không được nha. Đây là trong những cái chỉ số an toàn các bạn. Chứ chúng ta đề máy để ngoài xa mà ai bước lên hoặc là có con nít bước lên đạp xe di chuyển thì khá là nguy hiểm à. Và chúng ta tắt cái chế độ đề nổ thì chúng ta làm ngược lại thôi, khóa mở khóa đó tắt. Và tính năng ẩn ở nữa là cái gì các bạn, đây gập gương theo chìa nè các bạn đó, gập gương theo chìa. Lúc này thì lên kính luôn nè các bạn à, gập gương lên kính luôn à. Mở gương ra đó, gập gương lại đó. Chiếc nắp thùng cuộn điện nè các bạn à, thùng cuộn điện đây là bấm mở. Hiện nay nó thùng cuộn điện thì xài cũng khá là tiện và chuẩn các bạn, nó đỡ hơn ngày xưa nhiều đó. Nó thùng cuộn điện thì bảo hành 2 năm và cái việc mà chống vô nước nó cũng chuẩn hơn nhiều so với ngày trước. Đây cái cuộn điện thì được có một cái ưu điểm, đó là chúng ta không cần phải khoan vào thành thùng các bạn, nó chỉ có 4 cái bát ở đây thôi. Đó, cái bát này chúng ta có thể giật ra được nè, đó các bạn thấy không đó, cái bát nó kẹp vào, cái bát nó kẹp vào cái thành thùng đó, và nó bắt hai ngóc, nó không ảnh hưởng với cái việc mà chúng ta khoan vào cái thành thùng giống như một số cái khung thể thao ha, hoặc là những cái loại thùng khác. Thùng này chúng ta không cần phải khoan đó, cũng rất là tiện. Thêm hai cái tay thể lực nữa các bạn đó, hai cái tay thể lực à, mở xuống thì nhẹ nhàng hơn. Anh khách này thì anh không muốn độ chế gì nhiều, anh chỉ nâng cấp những cái thuộc về về điện và những cái thuộc về tính năng ẩn thôi các bạn. Kiểm tra đây, ngoài ra anh cũng còn nâng cấp thêm cái chuột điện hạng 2 nữa các bạn. Đây. À, led nội thất rất là sang trọng các bạn. À, chuột điện hạng 2 đó. Khi chúng ta bấm vào cái nút khóa thì cái nút chuột thì chúng ta cũng có thể để chỗ này hoặc để trên đây ha, tùy vào những cái đơn vị thi công lắp đặt. Đây nha, cái ghế sẽ trượt về phía trước nữa các bạn, và cái tựa lưng sẽ hở ra đó để cho giúp cho chúng ta ngồi đi đường dài sẽ thoải mái hơn. À đây các bạn à. Ở cái trượt điện thì nó không có làm cho cái đệm ngồi cao lên các bạn à. Cái phần đệm ngồi này nó không có bị cao lên bởi cái phần trượt điện nha. Ở cơ cấu trượt điện thì nó cũng thấp ở dưới nè các bạn, nên cái phần trượt điện là trong những cái nhu cầu mà thiết yếu của dành cho xe bán tải luôn các bạn à. Chúng ta đi xa người lái xe lắp to thì quá sướng rồi các bạn, nhưng mà người ngồi sau á chúng ta trượt giống như vậy nè, đó sẽ có độ nghiêng à, chúng ta chở cả hành trình vợ con à, là ba mẹ lớn tuổi đi theo sẽ ổn hơn nha. Chứ mình là người trẻ thì mình ngồi sau cũng được à. À, nhưng người già hay là trẻ em ngồi thì hơi khó chịu à. Tất cả những dòng xe bán tải khác thì bên mình đều làm trượt điện được nha à, đặc biệt là Toyota Hilux thì không làm được thôi, nhưng tất cả dòng xe bán tải khác thì bên mình đều làm được nha. Đó. Đây là cái xe mà design no design nha. Còn cái xe mình lấy theo cái câu mà bên mẹ cũng hay nói, nghĩa là độ nhưng mà thôi như không độ đó. Độ là độ về zin, độ về điện à, mở tính năng ẩn về điện đó, chứ không có độ chế gì nhiều à. Đây là trong những anh khách cũng khá là chịu chơi nha. Sắp tới anh Sơn sẽ làm thêm cái camera 360 nữa các bạn đó. Anh đang lên từ từ các bạn. Rồi các bạn có nhu cầu nâng cấp xe, độ xe hay làm đẹp xe thì hãy alo cho Dũng nha. Theo số điện thoại là 0933 586 586 579. Dũng sẽ tư vấn chia sẻ cho các bạn những cái gói độ cụ thể về giá và những cái chi tiết sản phẩm nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.